dù chưa thực sự bắt đầu nhưng sức nóng của SEA Games 31 đã bắt đầu lan tỏa. Hình ảnh hàng ngàn người ở Phú Thọ, thức thâu đêm, đội nắng săn vé xem các trận đấu của tuyển U23 Việt Nam tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 đã cho thấy sức hút của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại giải đấu năm nay là rất lớn. Theo kế hoạch, 8 giờ ngày mùng 3 tháng 5, ban tổ chức mới bán vé xem các trận bóng đá nam tại SEA Games 31, nhưng từ tối mùng 2 tháng 5, hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước khu liên hiệp thể thao tỉnh Phú Thọ để xếp hàng chờ mua vé cơn sốt vé này đã được dự báo từ sớm. Tuyển U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất ở SEA Games lần này. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa có lợi thế sân nhà, vừa là nhà đương kim vô địch. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tới đây được cho là kịch tính, này lửa nhất bảng A một bóng đá nam SEA Games 31 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả. U23 Indonesia sở hữu đội hình chất lượng và khát khao phục hận thất bại 3 năm trước. Vì thế, đây được xem là đối thủ sẽ quyết định trực tiếp tầm vé đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sân vận động Việt Trì có sức chứa khoảng 16.000 chỗ ngồi. Ban tổ chức ưu tiên dành số lượng lớn để bán vé trực tiếp cho khán giả, chỉ dành một số lượng nhỏ bán qua đường công văn và trực tuyến. Ban tổ chức tiến hành bán vé trực tiếp tại khu liên hiệp thể thao tỉnh Phú Thọ, các lượt trận đấu vòng loại tại bảng A, môn bóng đá nam SEA Game 31 và mỗi người dân được mua tối đa 2 vé một ngày đấu, gồm 2 trận, nhưng được quyền mua cùng lúc, đầy đủ các lượt của vòng bảng lẫn bán kết. Trước đó, về bán online từ 15 giờ ngày mùng 1 tháng 5 đã hết chỉ sau nửa ngày mở bán. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5 trên sân vận động Việt Trì. Được xem là chung kết của bảng A, kết quả của trận đấu này có thể quyết định thành bại của hai đội. Mặc dù chúng ta đã giải cơn khát vàng cho bóng đá Nam tại SEA Games 2019, thế nhưng đây vẫn là môn có sức hút nhất tại đại hội. Vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang nhận nhiều áp lực. Bởi SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, nên nhiệm vụ của U23 Việt Nam và thầy Park càng nặng nề với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Trận đấu tái hiện trận tranh chung kết SEA Games 30 giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. U23 Việt Nam đang tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Phú Thọ. Vào 19 giờ tối mùng 6 tháng 5, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra và trận đấu này đang thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bóng đá nói chung và cổ động viên của hai nước nói riêng song song với công tác chuẩn bị, đã có một số ý kiến phản hồi về chất lượng sân tập của kỳ SEA Games năm nay. Theo đó, liên quan đến việc huấn luyện viên Shin Tae yong của U23 Indonesia chê chất lượng sân tập ở bãi bằng Phú Thọ. Vấn đề sân tập dành cho các đội tuyển khi tham dự các kỳ SEA Games hiện được chú ý. Cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm cho biết, thực tế sân tập có chất lượng không tốt, gần như là thực trạng thường xuyên xảy ra ở các giải đấu trong khu vực, trong đó có SEA Games. Ông Dương Vũ Lâm nói thêm, Trước đây, chỉ trừ khi tham dự các giải bóng đá hoặc các kỳ đại hội thể thao được tổ chức ở các quốc gia Đông Á như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Còn với các giải đấu và các kỳ đại hội được tổ chức ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam cũng thường gặp khó khăn với chất lượng các sân tập. Nguyên nhân chính dẫn tới việc chất lượng sân tập không tốt khiến các đội bóng phàn nàn, theo ông Lâm, đến từ khó khăn của các quốc gia ở Đông Nam Á. Vị cựu trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam chia sẻ, thường thì sân dành để tập trước các giải đấu bóng đá Đông Nam Á hoặc các kỳ SEA Games hoặc trong khuôn viên của các trường học nên chất lượng không bằng sân thi đấu. Ông Dương Vũ Lâm nhận xét tiếp, mặt sân thường lồi lõm, không bằng phẳng, cỏ không đều và không được đẹp như sân thi đấu được. Ngay cả ở kỳ ASEAN 2018 được tổ chức tại Indonesia, sân tập cũng trở thành vấn đề với các đội bóng tham dự đại hội thể thao châu Á. Năm ấy, các đội tham dự đại hội được chủ nhà bố trí ở rất xa sân thi đấu chính thức, nên việc tìm sân tập hàng ngày khiến các đội toát mồ hôi. Trước đó, huấn luyện viên Sinteyang của U23 Indonesia thông qua sứ vận đạp bình luận tình trạng của các cầu thủ Indonesia rất tốt và họ sẵn sàng để đá trận đầu tiên với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, mặt sân chúng tôi được bố trí để tập luyện trong ngày hôm nay không phải là mặt sân tốt, mặt sân không phù hợp với bóng đá hiện đại. Về vấn đề này, ông Dương Vũ Lâm chia sẻ với địa phương đăng cai. Chuyện chất lượng sân tập là chuyện không mới tại các kỳ SEA Games. Các quốc gia trong khu vực đều ít nhiều gặp khó khăn, nên việc tổ chức đại hội đã là nỗ lực lắm rồi, nhất là sau giai đoạn dịch COVID-19. Có thể thấy, việc tổ chức đại hội thể thao lớn như SEA Games là chuyện không dễ, Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước phục hồi hậu Covid-19, hy vọng rằng với sự chuẩn bị của ban tổ chức, kỳ SEA Games năm nay sẽ diễn ra thật thành công, lan tỏa tinh thần thể thao đến tất cả quốc gia trong khu vực.